Thưa quý vị, từ đầu năm tới nay, xuất khẩu rau quả luôn là nhóm hàng ghi nhận sự tăng trưởng cao nhất của toàn ngành nông nghiệp, với những nấc thang và kỷ lục mới liên tục được ghi nhận. Nhiều dự báo cho rằng xuất khẩu rau quả cả năm 2023 sẽ mang về hơn 5,5 tỷ đô la Mỹ, vượt xa con số kỷ lục 3,81 tỷ đô la Mỹ vào năm 2018. Số liệu của Tổng cục Hải quan vừa công bố cho thấy trong nửa đầu tháng 10, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đã thu về gần 350 triệu đô la Mỹ, qua đó nâng kim ngạch trong 10 tháng năm 2023 lên 4,56 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng tới 75,4% so với cùng kỳ năm ngoái, mức kỷ lục chưa từng có của rau quả Việt Nam. Các mặt hàng rau quả của Việt Nam được xuất khẩu chủ yếu đến các thị trường như Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan. Trong top 5 thị trường này, riêng chỉ có thị trường Mỹ giảm nhẹ, các thị trường còn lại đều có sự tăng trưởng mạnh. Riêng thị trường Trung Quốc đạt hơn 3 tỷ đô la Mỹ, tăng 160% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc chiếm tới 65,3% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước, gấp nhiều lần so với các thị trường lớn còn lại. Theo Bộ Công Thương, xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường tiềm năng được đánh giá còn nhiều dư địa khi cuối năm nhu cầu tăng cao. Do đó, các hoạt động xúc tiến thương mại đang được đẩy mạnh để khai thác các địa bàn tiềm năng. Bên cạnh đáp ứng tốt về chất lượng, cần nỗ lực mở rộng thị trường, đàm phán mở cho rau quả Việt Nam đến với những thị trường tiềm năng khác. Thưa quý vị, cũng liên quan tới sản xuất bền vững, giảm phát thải. Vừa qua tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã diễn ra hội nghị phát triển ngành hàng tôm ít phát thải và bền vững ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc phối hợp tổ chức. Tại hội nghị, nhiều vấn đề đã được đưa ra, trong đó nổi bật đó là việc chuyển đổi hệ thống chuỗi giá trị tôm theo hướng xanh, carbon thấp, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu để đạt mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2022, kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam lập kỷ lục khi đạt 4,3 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam là một trong 7 thị trường xuất khẩu tôm lớn nhất thế giới. Giá trị xuất khẩu tôm có xu hướng tăng trong những năm gần đây, chiếm tỷ trọng khoảng 40% tổng trị giá xuất khẩu thủy sản của cả nước. Mặc dù đạt được những thành công nhất định, nhưng ngành nuôi tôm vẫn đang đối mặt với những thách thức không nhỏ. Ngành nuôi tôm của Việt Nam hiện nay chủ yếu còn hoạt động nhỏ lẻ, tự phát, tỷ lệ nuôi tôm thành công thấp. Trong khi đó, giá thành nuôi tôm cao, tôm giống chất lượng thấp, trôi nổi còn nhiều. Về khí hậu, nước biển dâng gây nguy cơ mất diện tích nuôi tôm ven biển, El Nino gây ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển nuôi tôm. Định hướng phù hợp với chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 339 QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2021. Ngành thủy sản sẽ tập trung vào hai nội dung trọng tâm. Thứ nhất, chọn giống các đối tượng nuôi chủ lực đáp ứng nhu cầu giống, tổ chức sản xuất hiệu quả theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu sản phẩm thủy sản. Thứ hai, đẩy mạnh các hoạt động cải tiến, hỗ trợ sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và biện pháp phù hợp để dần cải thiện những tồn tại hiện có, ngày càng gia tăng giá trị, chất lượng, khẳng định thương hiệu sản phẩm tôm Việt Nam. Thưa quý vị, do chi phí đầu vào tăng cao trong khi giá bán không tăng, thị trường biến động liên tục, nhiều rủi ro thì phải liên kết chuỗi ngành hàng để giảm chi phí thức ăn, tăng chất lượng hướng tới xây dựng thương hiệu và đa dạng hóa sản phẩm là rất cần thiết đối với người nuôi tôm hùm hiện nay. Theo các chuyên gia thủy sản, thì việc thành lập hợp tác xã trong ngành chăn nuôi tôm hùm là rất cần thiết, từ đó giúp cho người tiêu dùng có thể truy xuất được nguồn gốc sản phẩm tôm hùm, giúp tháo gỡ được tất cả các khâu từ sản xuất đến tiêu thụ. Trong chuyến đi công tác tại Phú Yên, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đến các hợp tác xã nuôi tôm trong địa bàn, lượng, hướng tới xây dựng thương hiệu, đa dạng hóa sản phẩm. Nếu hợp tác xã chỉ đi thu mua rồi bán lại thì chỉ gọi là thương lái tập thể chứ chưa phải hợp tác xã. Ngoài ra, trong nuôi trồng thủy sản, môi trường rất quan trọng nên phải bảo vệ, không vứt rác xuống biển, thu gom xử lý đúng quy định và thực hiện quan trắc cảnh báo môi trường thường xuyên để giúp người dân tránh thiệt hại. Xin được chuyển sang một số nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo thống kê, nhu cầu tiêu dùng đối với một số nhóm hàng thiết yếu của Hà Nội tương đối lớn. Đặc biệt, nhu cầu trong dịp Tết Nguyên đán sẽ tăng mạnh, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu như là gạo, thịt, thủy sản, rau củ quả, trái cây, nông sản khô. Với diện tích đất nông nghiệp khoảng 189.000 ha, các sản phẩm hàng hóa thiết yếu mà Hà Nội tự sản xuất hiện mới chỉ đáp ứng được 20% đến 70% nhu cầu. Do đó, để chủ động đảm bảo được nguồn nông sản, thực phẩm cung ứng cho người tiêu dùng thủ đô, ngành nông nghiệp Hà Nội đã chủ động phối hợp với các tỉnh, thành phố bạn để đảm bảo đủ nguồn cung nông sản, thực phẩm với giá cả ổn định.
Theo dự báo, lượng hàng hóa tiêu thụ dịp Tết năm nay có thể cao hơn 10% so với dịp Tết năm 2023. Để đảm bảo nguồn cung nông sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội và 43 tỉnh, thành phố đã chủ động tích cực duy trì và hỗ trợ phát triển 946 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho thành phố, với hơn 1.130 đầu mối cung cấp sản phẩm nông lâm thủy sản cho Hà Nội. Trong đó, thì sản phẩm gạo từ một số các tỉnh phía Bắc và khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thịt bò từ các tỉnh Tuyên Quang, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, rau, củ, quả từ Sơn La, Hòa Bình, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Lâm Đồng, các loại quả từ Hưng Yên, Hải Dương, Sơn La và các tỉnh phía Nam, thủy hải sản từ Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, thực phẩm chế biến từ Hải Dương, Hà Nam, Bắc Giang, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Thưa quý vị, với tiềm năng lợi thế phát triển các ngành nông lâm ngư nghiệp, những năm qua tỉnh Cà Mau đã tạo điều kiện để người dân và các cơ sở sản xuất phát triển nhiều sản phẩm OCOP mang đậm nét đặc trưng của địa phương. Cùng với việc mở rộng quy mô sản phẩm OCOP, tỉnh Cà Mau còn chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm OCOP, tạo niềm tin nơi người tiêu dùng, hướng đến các thị trường lớn và xuất khẩu. Một cơ sở sản xuất bánh phồng tôm của gia đình ông Mai Sáu tại xã Hàng Vịnh, huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau là một trong những chủ thể đầu tiên được chứng nhận OCOP 3 sao của tỉnh. Từ khi được công nhận sản phẩm OCOP, làm ăn phát triển, ông Mai Sáu quyết định thành lập công ty, đầu tư trang thiết bị máy móc, từng bước tự động hóa quy trình sản xuất. Từ làm thủ công, nay bánh phồng tôm được sản xuất bằng máy, công suất, chất lượng sản phẩm đều tăng hơn trước. Qua tham khảo một số cái mô hình của nước ngoài thì hiện nay ta rất là thành công. Trước đây thì mình dạng thủ công thì cái số lượng không lớn, nhưng mà hiện nay cái số lượng mà đáp ứng nhu cầu là hiện nay là rất là lớn. Đáp ứng về cái nhu cầu đó thì mới nâng cấp lên những cái thiết bị công nghệ rất là tốt, nhưng là gần như là 90% là toàn bộ là hệ thống dây chuyền hết, từ lò sấy rồi đến là máy cắt, rồi nói chung là lò hơi. Nhiều chủ thể OCOP trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã tích cực chuyển đổi sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm. Để xây dựng thương hiệu, uy tín sản phẩm OCOP trên thị trường, tỉnh này cũng chú trọng khâu giám sát chất lượng sản phẩm và công tác hậu kiểm. Chỉ những sản phẩm OCOP đạt chất lượng mới được công nhận và đưa ra thị trường, sản phẩm không đạt sẽ bị loại bỏ, cho dù trước đó đã được công nhận OCOP. Sở cũng cử anh em, cán bộ về mặt chuyên môn đến các cái cơ sở để tiến hành lấy mẫu, kiểm tra định kỳ. Rồi trong quá trình lấy mẫu đó thì mình cũng xem xét đánh giá cái mẫu đó có đảm bảo chất lượng hay không. Nếu đảm bảo chất lượng thì hay hoặc là trong quá trình thực hiện thì nếu có cái gì thì sở cũng tham mưu cho cái đoàn kiểm tra đó có cái uống nắng kịp thời. Đặc thù sản phẩm OCOP Cà Mau phần lớn là đặc sản nông lâm thủy sản như các loại khô, cá, mắm, dưa, bột ngũ cốc, mật để ăn ngay hoặc sơ chế đóng gói, nên tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng rất được chú trọng. Việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình chế biến, bảo quản sản phẩm là tiêu chí quan trọng khi xét duyệt sản phẩm OCOP. Công tác kiểm tra, giám sát, việc chấp hành pháp luật của các cái sản phẩm OCOP thì cũng được tụi tôi duy trì và thực hiện, nói chung là liên tục, để có cái những cái sản phẩm OCOP đã được công nhận rồi thì sự tuân thủ về các cái quy định về chất lượng sản phẩm cũng như là vệ sinh an toàn thực phẩm, việc sử dụng bao bì, tem nhãn và các cái quy định khác của nhà nước có liên quan đến các cái tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP. Tỉnh Cà Mau đã có gần 120 sản phẩm được chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên, thị trường tiêu thụ ngày càng được mở rộng. Nâng cao chất lượng sản phẩm là hướng đi cần thiết để sản phẩm OCOP Cà Mau ngày càng vươn xa hơn, được người tiêu dùng ưa chuộng không chỉ trong nước mà còn vươn ra quốc tế.